Hello anh em nhá, hôm nay mình sẽ làm quả diều giấy nhá. Quả diều giấy này là siêu nhanh, khoảng 5 phút rồi xong quả diều này. Thử thách trong 5 phút nhá. Em mình nó bảo là khoảng 5 phút xong một con diều. Mình không tin được đâu, bây giờ là phải có thử thách. Phải bỏ ra bấm giờ đàng hoàng. Cô chuẩn bị rồi, chuẩn bị nhá. Đây giấy các thứ để trước mặt nó để tí nữa phải đấy. Nào chuẩn bị nào. Đây sẵn đầu băng dính nhá. 1, 2, bắt đầu nhá. Đấy bắt đầu tính giờ đây anh em này. 5 phút liệu có xong được không? Này, 5 phút này còn bao lên luôn đấy. Đéo tin. Thì ấy thế. Làm cái xương cái nó không bị gập diều như kiểu cái diều giấy kia. À, thế à? Lạ nhỉ. À, sao anh gấp vào? Ừ, rồi. À, máy bay à? Máy bay nhưng mà bay được. À. Không phải sợ. Được không? Được 53 giây rồi. Gần 1 phút rồi. Sắp xong rồi. Đến cái đoạn này là sắp xong rồi. Ừ. Cũng nhanh đấy. Nhưng vấn đề là có lên được hay không mới là quan trọng. 100% lên. Không nên chặt đầu thằng Tú. Được 1 phút 9 giây các bạn. 1 phút 9 giây, 1 phút 16 giây rồi. Thời gian đang gấp rút. Ừ, cái đầu băng dính cắm đấy, đầu đấy. Nỗi này là nỗi kỹ thuật. Mới được có 1 phút rưỡi thôi. Cứ thoải mái. Ờ, có khi nếu mà xác định làm chuẩn luôn là không đến 5 phút đâu. Ừ. Vấn đề nó có lên được không? Chơi diều rất lâu, có thể các bạn chưa biết cái loại diều này. Nó lên thật là mãi trưởng các bạn ạ. Thế đuôi nó gắn ở giữa à? Giữa này. Lèo một chỗ nào? Anh chưa định hình được cái nèo đâu. Đi đi. Quần chỉ đâu? Quần chỉ đâu? Mang quần chỉ ra cũng không kịp. Mang quần chỉ ra cũng không kịp. Thế này là nó thành hình cái diều rồi còn đâu nữa. Ờ. Đã xong cái diều vẫn nè. Xong rồi à? Thế còn mảnh đuôi kia bỏ đi à? Dài quá, nặng đít không bay được. À. Xem nào, xong rồi á? 3 phút 15 giây. Xong chưa? Đây các bạn cứ dùng cái nỗ của cái tầm này. Ôi rách rồi. Băng dính bay hết, không phải sợ anh. Rách rồi. Tầm đấy là hơi bị ngớ. Xong cắt rồi đàng hoàng. Cắt làm gì? Làm gì cái gì? Rồi, xong okay. Rồi. Bây giờ lấy chỉ đóng vào. Đấy. Đã xong. 3 phút 42 giây các bạn ạ. Đã xong một con diều. Thử thách 5 phút đã hoàn thành nhá các bạn. Ai giả trông cũng ra gì phết nhỉ. Wow. Bây giờ mà lên được thì là mới chấp nhận kết quả nhé. Còn không lên được là coi như là thạch đấy. Ai giả cũng lên cơ à? Được đấy. À. Có bị ngớp ngủ gì không? Chắc chắn bay. Ai giả lên được cơ à? Ok. Đấy anh em. Bay ngon luôn. Lên rồi. Nè lên rồi. Đây cũng chỉ đây. Ai ra. 5 phút là xong một con diều các bạn ạ. Nhìn dáng đẹp phết nhở. được. Ok. Kèo này ok được. Đã chiến thắng rồi nhá. Thế là pha làm diều trong vòng 5 phút này là thành công rồi các bạn. Trẻ con mà chơi với lại diều này thì là làm vừa nhanh, không phải tốn thời gian quá nhiều về xe. Các bạn nhỏ nếu mà làm diều này ấy, thì làm các cái giấy vở tập hết rồi ấy, quyển những quyển mà làm hết rồi ấy, chứ đừng có lấy giấy trắng, xé giấy trắng ra là hỏng hết đấy. Video này là làm diều thử thách diều 5 phút là thành công các bạn nhé. Ok, thôi video này tạm dừng thôi nhá, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá, và đăng ký kênh cho anh em mình nhá, để có thêm cái động lực để làm tiếp các video sau. Không đăng ký là không có động lực làm đâu. Ok, xin chào, bye bye.